rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả của kênh tin tức. Xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chúng tôi qua mỗi bản tin. Và ngay sau đây sẽ là những bản tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khiếp, chàng cảnh sát giao thông may mắn thoát cửa tử kể lại giây phút kinh hoàng trên đảo Bảo Lộc. Bất ngờ lời thêm sự thật chưa nhau đổi sầu riêng. Chính phủ họp khẩn, Bộ Công an tức tốc điều tra. Thưa quý vị, quá kinh hoàng và sôi sục là những gì mà đèo Bảo Lộc đang trải qua. Vụ sạt lở chứa quá nhiều điều bí ẩn đã khiến cả nước cảm thấy mất mát và tiếc thương khi nhận lòng tiễn biệt ba chiến sĩ công an xấu số về suối vàng. Tới nay, người chiến sĩ may mắn sống sót đã hoàn hồn bình tĩnh kể lại giây phút kinh hoàng. Khiếp thay, đất đá sạt lở khiến bốn người ra đi đều thuộc khoảng đất trồng sầu riêng và đặc biệt là chốt cảnh sát giao thông lại dựng ngay dưới ngọn đồi. Vì vậy mà nhiều người đã đặt câu hỏi vì sao phá rừng để trồng sầu riêng? Phải chăng đã cướp đất chia nhau? Vườn sầu riêng của ai và trồng từ bao giờ? Ai đứng sau chống lưng để che đậy kín bí mật đó? Sau một dòng tin nhắn được phát hiện, giờ đây, chính phủ gấp rút vào cuộc cho điều tra làm rõ mọi chuyện, cùng làm rõ ngay sau đây. Ba trong số 7 người có mặt tại khu chốt của trạm cảnh sát giao thông Madaway trên đảo Bảo Lộc đã may mắn thoát nạn trong tích tắc, đã nói ra tất tần tật sự thật và giây phút kinh hoàng. Vụ sạt lở kinh hoàng tại trạm cảnh sát giao thông Madaway đã khiến ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân ra đi mãi mãi. Ba cán bộ chiến sĩ về suối vàng, trong đó có thượng úy Lê Ánh Sáng, chỉ còn vài ngày nữa là được làm chú rể yên bề giả thất. Còn ba chiến sĩ cảnh sát giao thông thoát nạn trong đó có anh Chi, anh Hưng và anh Trung đang làm nhiệm vụ công tác tại trạm cảnh sát giao thông Maraway chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh Chi cho biết, chiều 30 tháng 7, anh em chiến sĩ tại khu chốt của trạm cảnh sát giao thông Maraway ăn cơm chưa xong, mỗi người tỏa đi mỗi hướng để thu dọn đồ đạc nhằm phòng tránh sạt lở. Khi đó, anh Chi ngồi gần khu vực bếp ăn để nhắn tin. Lúc 14 giờ 37 phút, tôi gửi tin nhắn trong nhóm để cảnh báo anh em nguy hiểm có thể ập đến. Thì khoảng 3 phút sau, đất đá đổ ập xuống, mọi người hô to, núi lở, núi lở. Anh em người chạy hướng ra ngoài, người chạy hướng vào phía trong. Chỉ trong vòng có 5 giây, đất đá đã bao trùm tất cả. Anh Chi ngạn ngào kể lại. Anh Chi chia sẻ, sau khi vụ sạt xả lở xảy ra, anh và các chiến sĩ may mắn sống sót đã cùng mọi người tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Anh Chi lúc túc trực ở hiện trường, lúc về trung tâm y tế huyện Đa Huy để nắm bắt tình hình của đồng đội. Dương Anh Hưng và anh Trung vẫn còn bàng hoàng và thất thần sau sự việc. Hai anh thẫn thờ, ngồi im lặng trên hành lang của trung tâm y tế huyện Đa Huy. Một số người khuyên các anh về chợp mắt cho khỏe. Tuy nhiên, Cây muốn ở lại gần khu nhà tiễn biệt để những người nằm xuống được ấm lòng. Đến nay, nguyên nhân chính của vụ sạt lở được cho là do thời tiết mưa nhiều. Tuy nhiên, những ý kiến trái chiều liên quan đến vườn sầu riêng bị sạt lở ở đèo Bảo Lộc khiến bốn người ra đi lại được dư luận liên tục nhắc đến. Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 30 tháng 7, một phần vườn sầu riêng này bị sạt lở khiến lượng lớn đất đá đổ xuống chốt cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông Maraway làm ba cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh, một người dân ra đi. Qua hình ảnh flycam, dư luận đang đặt câu hỏi lớn về nguồn gốc chủ nhân của vườn sầu riêng trên đỉnh đồi nơi xảy ra vụ sạt lở đèo bảo lộc đây được đánh giá là một trong những nguyên nhân gây ra vụ sạt lở đặc biệt vụ sạt lở đều thuộc khoảng đất trồng sầu riêng hồi đất đá đổ xuống khiến chốt cảnh sát giao thông bay màu và làm quốc lộ 20 qua đèo bảo lộc bị tê liệt hoàn toàn vụ sạt lở này tiếp tục gióng hồi chuông cảnh báo tình trạng sạt lở đất diễn ra trên địa bàn tỉnh lâm đồng chỉ trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua trên địa bàn tỉnh lâm đồng đã xảy ra 4 vụ sạt lở khiến 9 người ra đi theo trần văn hiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nói rằng, Lâm Đồng có mưa từ tháng 5 đến tháng 11, lượng mưa trung bình lớn cho nên đất dễ bị yếu, dễ sạt lở. Hơn nữa chủ yếu là đất đỏ ba gian, đất phù sa, có độ dốc cao, kết cấu đất yếu nên gây nguy cơ sạt lở đất rất cao khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Tuy nhiên, qua hình ảnh flycam, nhiều người thắc mắc vườn sầu riêng phía trên đồi ngay sau trạm cảnh sát giao thông là của ai? Tại sao lại có vườn sầu riêng này giữa một cánh rừng phòng hộ bạt ngàn? Đặc biệt, việc san gạp trồng sầu riêng lại được thực hiện ngay sau lưng một trạm cảnh sát giao thông. Cho nên nhiều câu hỏi được đặt ra vì sao phá rừng để trồng sầu riêng vườn sầu riêng của ai và trồng từ bao giờ đây có phải là đất rừng phòng hộ tìm hiểu nguồn gốc vườn sầu riêng phóng viên trao đổi với ông đặng văn trinh chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn đạ mờ ri huyện đạ huai lâm đồng ông trinh cho biết vườn sầu riêng nói trên thuộc sở hữu của bà đặng thị lờ chú thị trấn đạ mờ ri theo ông Trinh, bà L đã sinh sớm tại khu vực này từ khá lâu và bắt đầu canh tác trên ngọn đồi nói trên từ năm 1985 cho đến nay. Toàn bộ khu đất này đã đưa ra quy hoạch ngoài 3 loại rừng từ năm 2008 theo quyết định 450 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đưa ra khỏi quy hoạch rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất để sử dụng đất phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo ghi nhận của phóng viên, vườn sầu riêng này có diện tích khoảng 1,5 hecta, đo no trên ứng dụng Google Earth. Những cây sầu riêng này đã được trồng khoảng từ 3 đến 4 năm. Tuy nhiên, hiện trạng khu đất này liên tục thay đổi theo các năm, Cụ thể, qua hình ảnh vệ tinh vào thời điểm cuối năm 2018, khu đất trên vẫn là một mảng xanh chưa bị tác động. Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 1 2021, một phần đất phía chân đồi, sát mặt đường đèo Bảo Lộc đã bị san gạt, giật cấp, cho đến nay đã hình thành một vườn sầu riêng. Nhiều độc giả đánh giá đây là một trong những nguyên nhân gây ra vụ sạt lở bởi đất tại khu vực này là đất đỏ, độ dốc cao. Khi mất đi lớp cây rừng phủ trên bề mặt thì tình trạng sạt lở không thể tránh khỏi. Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Đạo Vuai cho biết đang chỉ đạo các phòng chuyên môn giả soát hồ sơ giao đất qua các thời kỳ để xác định loại đất, chủ nhân của diện tích đất trên. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu huyện Đạo Hoài kiểm tra đối với diện tích đất trên, đồng thời giao các cơ quan chức năng liên quan đánh giá, xác định nguyên nhân gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng nêu trên. Tới nay, ngày 1 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo huyện Đạo Hoài kiểm tra vườn sầu riêng nằm phía sau lưng chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc, nơi vừa bị sạt lở khiến ba chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh. Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo huyện này làm rõ nguyên nhân sạt lở, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung liên quan. Tới nay, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cần mời các chuyên gia hoặc người có kinh nghiệm khảo sát địa chất ở khu vực có nguy cơ sạt lở để có cách xử lý an toàn. Sau 2 ngày tìm kiếm thì lực lượng chức năng đã tìm thấy đầy đủ các nạn nhân và chuyển về nhà vĩnh biệt của Trung tâm Y tế huyện Đạo White Lâm Đồng. Chủ tịch Quốc hội quyết liệt phòng chống tham nhũng tiêu cực tuyệt đối tránh cải cắm lợi ích nhóm, Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện các sự thảo luật, nghị quyết thông qua tại đợt 2 của kỳ họp thứ 5. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành đợt 1 của kỳ họp thứ 5 với 17 ngày làm việc, cơ bản hoàn thành các nội dung đã đề ra. Tại đợt 2 của kỳ họp sắp tới, Quốc hội sẽ chủ yếu tiến hành biểu quyết thông qua các dự án luật, nghị quyết, Ban thường vụ Quốc hội sẽ liên tục tổ chức họp để cho ý kiến về các dự án luật, dự thảo nghị quyết sẽ chỉnh Quốc hội xem xét thông qua tại đợt 2 của kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ cho ý kiến về 8 dự án luật, trong đó có 6 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư và hai dự án luật đã được bổ sung để thông qua theo quy trình một kỳ họp. Ngoài ra, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về 9 dự thảo nghị quyết chủ tịch quốc hội đề nghị các đại biểu cơ quan hữu quan cần thực sự cầu thị tích cực lắng nghe để tiếp thu giải trình đầy đủ kỹ lưỡng các ý kiến của cơ quan các đại biểu quốc hội với mong muốn nâng cao chất lượng của hệ thống thể chế pháp luật lên mức cao nhất chủ tịch quốc hội đề nghị cơ quan thẩm tra cơ quan chủ trì cần đảm bảo không có bất kỳ ý kiến nào của đại biểu quốc hội không được tiếp thu giải trình một cách thỏa đáng bên cạnh đó chủ tịch quốc hội cho rằng việc thực hiện tiếp thu giải trình chỉnh lý cần đảm bảo đúng theo quy trình nguyên tắc quy định trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật chỉ đưa vào luật những nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng đúng quy trình đủ chín đủ rõ cấp bách có sự đồng thuận thống nhất cao những nội dung chưa chín chưa đủ rõ chưa chuẩn bị kỹ lưỡng chưa đánh giá tác động đầy đủ còn nhiều ý kiến khác nhau thì cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng cần đảm bảo tinh thần công khai minh bạch quyết liệt phòng chống tham nhũng tiêu cực tuyệt đối tránh cài cắm lợi ích nhóm, trục lợi chính sách trong công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật, ông Huệ nhấn mạnh. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm chính trong giai đoạn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý. Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ý kiến sẽ hình thành phương án xin ý kiến cơ quan trình. Đánh giá sáng kiến chia kỳ họp làm hai đợt để có thời gian tiếp thu, giải trình, chỉnh lý là hợp lý. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần tiến hành công việc càng sớm càng tốt tận dụng thời gian nghỉ giữa hai đợt để triển khai khẩn trương kịp thời công việc chủ tịch quốc hội đánh giá cao hội đồng dân tộc và các ủy ban quốc hội đã có nhiều nỗ lực phối hợp chặt chẽ và tích cực với các cơ quan của chính phủ trong thời gian qua đề nghị hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội tiếp tục phát huy để nâng cao chất lượng công việc đảm bảo các dự án luật nghị quyết đạt được chất lượng cao nhất tiếp tục chương trình phiên họp chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội lê quang mạnh báo cáo một số vấn đề lớn trong giải trình tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự án luật đấu thầu sửa đổi và luật giá sửa đổi